Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh đang có dấu hiệu suy yếu. Vì là rét cuối mùa nên thời gian rét ngắn, miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa và chiều còn nắng. Nhiệt độ tăng dần phổ biến trong khoảng từ 22 đến 26 độ. Những cơn mưa ở miền Trung cũng giảm nhanh, tình trạng mưa nhỏ vài nơi xuất hiện gián đoạn tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Tuy nhiên mây nhiều, nhiệt độ vẫn ở mức thấp là hiện thái thời tiết tiếp tục duy trì ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong hôm nay và ngày mai. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Đà Nẵng đến Bình Định từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn từ 27 đến 31 độ. Thời tiết ở Tây Nguyên khá dễ chịu, trời có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Thời tiết đang rất thuận lợi cho lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột và cả hoạt động quảng bá về mảnh đất con người Tây Nguyên. Nam Bộ nắng ráo với mức nhiệt từ 33 đến 35 độ. Nắng nóng cục bộ chỉ xuất hiện ở vùng Đông Nam Bộ. Trên biển, không khí lạnh suy yếu, gió trên cả vùng biển cũng giảm cấp nhanh. Chỉ còn vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giờ cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Cả vùng khác biển bình thường. Bây giờ là dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm trời rét, độ ẩm từ 62 đến 84%. Khu vực miền núi, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, đêm trời rét, độ ẩm từ 62 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có lúc có mưa nhỏ, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm trời rét, độ ẩm từ 60 đến 83%. Kết thúc bản tin là phần dự báo nhiệt độ của các vùng trong tỉnh. Quý vị và các bạn nhớ cập nhật cả thông tin về dự báo thời tiết để thuận tiện hơn trong công việc hàng ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.